Rồi xin chào chị ha, nay có cái chậu cây cắt xưa, cây này cây bọt ớt Bangkok. Bọt ớt Bangkok thì nó có, theo em được biết thì nó có hai cái khuôn hoa, một cây cánh hở và một cây cánh tròn ha. Cây này cây cánh tròn, chọn lọc từ lâu đời để chơi và nhân giống cho tới bây giờ ha. Rồi chậu này thì gồm có 2, 4, 6, 8 thân, 8 thân đi 3 hướng nha. 8 thân đi 3 hướng. Một thân ở một hướng phía dưới này và trên này hai hướng ha. Rồi chậu này thì cái này số lượng cũng ít lắm nha anh chị, lâu lâu mới có một chậu thôi, không có nhiều. Cây này thì lá không đẹp lắm nhưng mà cây thì nó cũng rất là khỏe, trồng thân vỏ thông rồi. Rồi chậu này bán với giá là 260 bao ship nhanh toàn quốc nha. Cây này cây hoa tròn cái gì, hoa màu xanh, hoa màu xanh, lưỡi có bớt màu nâu, bông cánh tròn, cánh tròn và cánh rất là dày nha anh chị. Cây này thì giờ em không còn cái video hoa mẫu nữa, để chờ khi nào nó nở lại em sẽ quay cho mọi người xem. Cái này số lượng ít quá mà toàn bán hàng lá nên là cũng không có hoa để quay cho cái gì xem nữa. Để ráng để có chậu nào có hoa mẫu quay mọi người cùng xem cái độ tròn của nó. Rồi anh chị nào muốn sưu tầm thì liên hệ nha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều.